là lên đây đánh. Tôi nói coi như thế là cái kiểu đánh của các ông ấy đưa ra như thế, tôi bảo thua là phải. Đúng, em công nhận. Bây giờ anh em coi như thế, lúc bây giờ là có đơn vị thì ở tận Lào Cai sang, có đơn vị thì ở đâu là quân đoàn 1, phải không? Quân đoàn 1 là 32, Lào Cai là bọn 36, em. Bọn em là Lào Cai sang. Cả 36 là Lào Cai. Bây giờ lên đây 36 thì tất cả chưa biết cái gì cả. Rừng cao núi thẳm cái kia, mẹ bây giờ tôi cứ nói mẹ đi bộ thôi, các ông lên kia các ông đã mẹ bở hơi tai còn lấy đâu đánh nhau. Đúng. Từ coi như vậy 5 giờ chiều bọn em bắt đầu là rời 468 mà lên đến 772 là 2 giờ đêm bắt đầu bọn em mới lên được đến đỉnh. Đấy. Mà cũng đấy. Dịp này lúc mưa lúc nắng mưa. Coi như là tầm tã tối là mưa. Đấy. Đấy. Thế mà coi như là các bố mẹ vác quân lên đánh nhau mẹ rừng thì dập dập thế kia. Trên vai là coi về khoảng hơn 40 cân toàn đạn. Đấy. Thế mà mang vác nặng để lên đấy theo tôi thì coi như là các ông ấy mẹ đáng nhẽ phải đưa các ông lên đây coi như là nằm hàng nửa năm trời thì nghiên cứu với cả là với cả là đánh theo kiểu như kiểu cụ Đan sau này ấy. Ừ. Đấy lấn lũi rồi là đại khái là chọn từng điểm đánh đúng rồi đánh nhỏ thôi không phải đánh coi về cấp hoặc là dùng cái lực lượng đặc công coi như thế là đánh từ trong ra trong bộ binh đánh từ ngoài vào đánh chỉ đánh cái phân đội nhỏ nhưng mà anh thấy hồi cuối năm 84 với đầu năm 85 ban giáo em đánh ác không? Được. Đánh quá. Nói tóm lại thì từ khi các ông lên thì bọn tôi cũng coi như nghỉ ngơi được cái chuyện đánh đấm. Đấy. Thế nhưng mà về sau thì các ông đánh đấm dũng rồi là các ông đánh kết hợp cùng với đặc công. Đặc công rồi. Thế rồi là kết hợp cùng với pháo binh. Vâng. Các ông đánh như thế là được. Đấy. Từ sau đi là bọn em phải thừa nhận là bọn em trả nợ được. Tôi nói rồi bọn tôi nằm bên kia còn gặp cả ông sư đoàn trưởng ông thì to mặt phe phe nhỉ, coi như ông người bản dân tộc cái gì ở ngoài biển nhỉ? Điếm, người dân tộc điếm ơi, dân tộc điếm. Ông ấy đến ông mẹ còn vứt coi như cho bọn tôi mấy bao thuốc mà. Đúng rồi. Đấy. Thế xong là bọn tôi nói đùa không bọn em 122 đấy ông bảo 122 tôi không cho thuốc được cả. Ông có nói đùa thế mà này. Bác đúng là. Rồi sau ông lên tướng thế nào ấy? Ông lên thiếu tướng xong rồi chết đột tử. Sao ông chết à? Chết ông 17 năm năm chịu không? Ông thế hồi là ba người bên đấy là cũng là tổ biệt từ đoàn 1 nhỉ? Hả? Trên đấy bác là tiểu đoàn 1. Không, nói với anh nhá là tiểu đoàn 1 là đóng từ đây trở vào. Từ 233. Cứ từ đây trở vào. Tiểu đoàn 1 coi như thế là của 122 là đóng từ đây trở vào. Thế còn thì trên 159 này thì vì là ở trên đấy nó khắc nghiệt về địa hình rồi là về môi trường cho nên là người ta dành ra coi như thế là tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 là thay nhau. Đấy. Còn thì thằng tiểu đoàn 4 là nó nằm đây để nó coi như lót ra thằng tiểu đoàn 1. Thằng tiểu đoàn 1 nằm đây thì nó 19 thế đấy. Đấy, 1509 nằm bên trong. 1509 là nó khắc nghiệt. Alo. 1509 coi như thế là cao hơn mặt nước biển coi như thế là 1 cây rưỡi. Ở trên đấy coi như vào giờ này đấy khả năng là vẫn mù mịt. Anh bảo nó đứng dậy. Sương mù như thế. Tầm 3 giờ. Tôi cứ nói nhá. Coi như thế là về cái mùa đông ấy, quần áo bọn tôi coi như lúc nào cũng cứ dầm dấp ướt. Đấy, rồi, không khô được. Mù mịt. Sương nó bay coi như ngang mặt như thế này. Đấy, như là kiểu mình cầm được nó. Mù mịt. Chắc trong bên này, chắc trong bên kia là 2000 nữa kìa, 2000 bên kia kìa. 2000 tít đằng kia qua cái đỉnh kia, sang lên 2000. Mây mù phủ kín rồi. 2000 còn rét lắm đấy. Trên đây ơi, mùa rét thì nói tóm lại là cô tôi cũng nhiều lần là coi như thế, lần đầu tiên là nhìn thấy là coi như thế là sương tuyết ở trên đấy. Hả? Tuyết đấy. Cái dây thông tin này mà sáng ngày ra coi như thế là tuyết nó bám vào cái trắng xoát trông như là coi như một sợi dây thủy tinh. Đấy. Nói chung là coi như hữu tuyến không gọi được. Đấy. Không biết là nó lạnh quá hay như nào. Ôi trên 159 thì nói chuyện gì. Nhưng mà bác là đi lính năm nào? Tôi chắc là phải bảy mấy chứ không phải bảy mấy. Không, tôi đi 79. Đấy, tôi về tầm bảy. Tổng động viên. Lúc ấy là 122 mới thành lập đúng không? Mới thành lập. 79 á? À, 33.